xem nào. Tao vừa mới mua có video, máy mà tao quay lại video không được đấy. Đây,
Được. Nhưng mà rõ ràng nó là của em. Rõ ràng cái gì đấy, tao mở video cho mày xem luôn đây là nhá. Làm nó nào giống được. Là nó giống nhau bình thường. Đấy. Thấy chưa? Tiền nhá, mua gà nhá. Đấy, thấy chưa? Nào, nhận gà của mình. Con này là của gà của em. Nhận gà của mình, ai biết được gì? Không phải, con này là con của em. Của mày mà tao... Tao mới đổ hôm nay bị cái thằng Tùng không bắt. Tùng Ngộ Không nào, làm gì cứ Tùng Ngộ Không nào. Không, không, cái mông của em. Không, 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 không có đâu. Bây giờ một là xỉ tiền, hai là lượn nhá. Bao tiền? 7 củ. Con 500 nghìn. 500 nghìn á? Không có đâu ông nội ạ. 500 nghìn được không? 500 nghìn cả thịt còn đã được hơn 500 nghìn rồi. Không, con này gà của em mà. Của mày, tên mày đâu? Tao còn có video bằng chứng tao đi mua về cơ. Biết được à? Biết được, sao lại biết được? Định đặt vơ để video mạng ấy. Mạng mà lại có tao. Lại cầm tiền đút vào túi người ta. Anh chả thấy em muốn ở đây. Con này bố. Gà con mua đây bố ạ. Giả đây. Bây giờ 1. Gà này gà chiến của em à. Bây giờ 1 là xe tiền đây. 7 củ. 2 là lượn. Không giả thì cứ ngồi đây. Mày cứ ngồi đi. Tao phải mất gà đi chỗ khác. Tao khóa, tao kia tao khóa mắt này. Không. Gà của em à. Thì bây giờ nhá, thì tình hình là bây giờ mày bỏ ra được bao nhiêu tiền thì... 500. Tao mua ra mấy triệu rồi. 500. Mày không thấy lúc nãy tao cầm mấy triệu tao trả ông kia đấy à? Anh kia 1 triệu. 1 triệu trả là mấy, buôn bán phải có lãi. 1 triệu. Lúc nãy 7 triệu nhá, bây giờ nhá, chỗ anh em 5 triệu. Ỉa không ạ? Ỉa không ạ? Gà của em mà. Gà của mày. Thế thì anh lấy hộ em là mày... được. Hả? Anh lấy hộ em mà. Sao lại hộ? Anh... Gà tao mua về để tao bán thì anh bảo là anh hộ em không? Thì anh thì bắt gà hộ em. Thì ok bắt... Tiền. Cảm ơn. Tiền. Tiền. Không có tiền. Không có cảm ơn, nước bọt là không ăn. Nước bọt nó không sống được qua mùa Covid. Đưa đây. Có tiền mà. 5 triệu mà không có. Mày không phải đi đâu. Giảm giá đi. Giảm giá. Thế bây giờ mày muốn giảm giá như nào? Anh không 1 triệu mà bán 5 triệu. Thì buồn bán phải có lại chứ. Em nuôi nó mấy năm trời. Người ta hỏi phải hơn 10 triệu nhá. À hơn 10 triệu cả. Không phải. Thế bây giờ lại. Đấy là con bố nó. Con bố nó không cần. Con này người ta giảm có 1 triệu thôi. Giảm 1 triệu. Năm nay bán. Không bán. Thì bây giờ... Dịch này lấy được tiền. Làm sao mà tao biết được gà của mày? Con này là... Em biết mà. Nếu mà gà của mày thật thì... Em chỉ được nhá. Ở vẻ của nó có một cái đại giáp. Đại giáp? Xem. Đưa tao cứ nhìn thấy. Nó có đại giáp mà. Mà thật ra không cần biết đại với tiểu gì hết. Bây giờ là gà này là tao mua. Mà tao mua mất tiền. Mày con tao không cần quan tâm mày là bị Tôn Ngộ Không hay chư bắt giới hay Đường Tăng bắt gà. Con có nhất Tôn Ngộ Không rồi. Hả? Thế nên mình đi bắt gà rồi. Em mà bắt được trong em cho anh ngon gà em mà chết được luôn. Bắt tao biết đâu không ở đó. Sang Tây Thiên mà tìm nó. Chắc chắn nó quanh quẩn quanh làng thôi. Quanh làng. Kéo nó đi ăn trộm quanh làng. Tao không biết. Tao mua ở trên kia tính nhắc mày lên đấy. Người ta mua ở đâu. Lúc sáng tự nhiên em nghe. Tự nhiên mày cười nhà gió nó giật mình. Giật mình xong rồi đi sợ thì đánh chắc nhiều mặt trong cha. Thấy mất gà rồi. Thì bây giờ nhá, kịch cần là mày giả được con gà này bao tiền? 1,5 triệu. 1,5 triệu á? Thì bây giờ nhá, chỗ anh em từ 5 triệu xuống
2 triệu với một điều kiện nữa. Ok không? Ok. 2 triệu với một điều kiện. Điều kiện gì? 2 điều triệu. Điều kiện là anh 2 triệu cộng thêm mấy triệu thì chơi đẹp. 2 triệu bây giờ nhá. Sau này tao rượu bia nhiều lại bị dạ dày lại tái phát rồi. 5 triệu. Không, không, không. Hả? 5 triệu. Anh khôn mới bị dạ dày. 5 triệu. Không. Không giả. Anh khôn, anh không bị nào. Đấy nhá, là chỉ gọi là kia thôi, uống rượu nó hơi quá liều rồi. Đấy, bây giờ 2 triệu cộng thêm 1, 2, 3, 5 lọ thuốc dạ dày nữa. Nhiều đấy. Thì tao uống, bố tao cũng bị. Vợ anh bị, còn bố anh bị. Vợ tao cũng bị. Chỉ cần vợ anh cũng bị. Ờ? Cả làng anh bị này. Mày bị không? Có. Khỏi rồi. Thế cả làng cả bị cũng được, tao chẳng được biết. 2 triệu cộng thêm 5 lọ thuốc dạ dày. 1 là 2 triệu cộng thêm 5 lọ thuốc dạ dày nhá. 2 là... Ngươi không có cái 3 nào. 3 á? 3 là 5 triệu. Ok. Về đi. Về lấy tiền á. Về lấy thuốc, về lấy tiền đi. Nhanh nhanh. Bây giờ... Nhớ không được bán cho ai đâu đấy. Chốt gì đấy. Anh mà bán ngoài làm chó. Ok. Cút đi. Ai, xe đấy của tao đấy nhá, xe mày đằng trước đấy. Xe mày đằng trước. Vừa có 2 triệu nhá, xong lại vừa có thuốc uống. Ôi giời, kèo này thơm, kèo này thơm. Tại sao con gà lại mất được tay mất lại ca nhỉ? Tự nhiên lại mất thêm mấy triệu mới cả thuốc. Mày khôn lắm nhỉ. Mà cũng ngu. Con gà được hơn 10 triệu mình không bán. Mà đời trục mình có 2 triệu. Ngu vãi trưởng. Nhà mình nhiều thuốc hay là mang nhiều nhiều xuống đỡ phải mất tiền nhỉ. được đấy. Nhà cháu gì ngoài điều kiện thuốc à? Sao đâu hết nhỉ? Nó đang hôm trước thấy rất nhiều thuốc sẽ dạy mà. Thì mình làm sẵn để đâu. Ui, ở đây vãi chuột. Thế này mà mình không biết. Quả này mà mang chú đổi là mang lên cao ok ngay. Quả này mới chưa kiểu thuốc không ạ. Nó phải mất tiền. Đây là tiền của mẹ mình mà. Nặng thế. Ôi, mấy giả mấy lọ của con gà chắc là mang lên cao ok. Chỗ này á, mấy lọ ra đã khỏi dạ dày của mang lên cao rồi. Cái này mới được nhiều. Chuối phải rồi đấy.
này, thuốc này. À, nhiều đấy. 2, 4, 5 chị, cả nhà anh bị đâu? 12, 14, 16, 18, 20, ok. Cả nhà anh bị đâu? Hả? Thì em mang đống thuốc này cho mình chục triệu ấy. Nhưng mà cũng bị em chỉ hóa giá cho thành là 2 triệu với cả 5 lọ thuốc. Một lọ... Một lọ 400 nghìn đấy. 400 nghìn? Chẳng ghê ạ. Dùng 3 lọ đây là khỏi dạ dày rồi. 3 lọ là khỏi, thế cũng chỉ là 3 lọ, 3 lọ, 7 lọ là ơ được. Được, được, 2 triệu. Hả? Mày khôn đấy. Khôn gì tao bảo? Em đang bảo, nhà anh này, cả một nhà đi. Thì em mang một đống này đi 2 triệu cho anh, hóa giá thì 5 cái thì thôi. Xong anh gái đang mười mấy lọ nữa cơ, 15 lọ cơ. Em không có tiền. Tao không cần biết, tao không cần tiền. Tao không có tiền, nhưng mà cái thuốc này em đổi đi. Anh chưa biết anh lãi em 15 lọ đâu. Lọ 5 lọ 400 nghìn một lọ. Lúc này tao bảo là mày, tao lấy mấy lọ nhỉ? 5 lọ với cả 2 triệu. 5 lọ với 2 triệu. Thế tự nhiên anh lại 10 lọ. Ơ thế, nhưng mà tao thấy có gì đấy sai sai với mày mà. Mày khôn như thế, mày khôn như thế mà mày bán. Em còn đang suy nghĩ anh. Đang nghi ngờ anh ấy. Nghi ngờ cái gì? Anh là thằng thô không không? Mày điên này. Tao là Phật tổ. Nhé, tôi không nhỉ? Phật tổ. Tôi cũng không nhỉ? Thánh quẩn đấy, thánh quẩn đấy. Đừng có xưng là Phật tổ nhé. Ờ, thế thì tao là Ngưu Ma Vương. À, không, không, mình Ngưu Ma Vương là có sừng. Bây giờ Ngưu Ma Vương có sừng đấy. Không, 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 không. Tao là tao và chẳng là ai cả. Mà tự nhiên tao là cái gì? Đấy. Em thấy tu không giống anh lắm ấy. Tại vì anh chưa ăn trùng lọc của em nhá. Nhưng mà tao không có không, mình nhìn lên tôi không có không. Sao mà sao mà chồng khỉ đấy mà vào mới chó thì em cũng cắn nhỉ? Khỉ chó nó cắn khỉ, nó nhìn thấy khỉ chắc nó chạy đủ rồi. Có khỉ có thể xin để tránh chó nó cắn chết. Ừ. Chả thế. Thì cứt, hay là này. Thế ông, cái ông ta mua, cái anh ta mua đấy, sửa xe đấy. Ừ. Dáng chuẩn, đúng không? Thế mà em cũng nghĩ ra nhỉ? Ờ, đấy. Khởi. Bây giờ nhá. Ngư nghiện. Bây giờ, tao bảo, mình cầm gà lên đấy, hỏi xem. Thổi nó đấm em chết. Đấm, tự mình đấm. Tự nhiên em đi lên em không khấu thì mình vả em gãy chẳng. Đấy đâu, đấy nha, bây giờ chỗ anh em nhá. Tao gọi là, cố gắng nhá. Chỗ này, không là tao lấy thêm 2 triệu đấy nhá. Đấy, lấy chỗ này. Nếu mà, gà mà... mất gì đấy hôm sau tao dẫn đi tìm cho tao biết mà chỗ còn chỗ nào. Này, này, rồi anh bị tội phạm cái gì? Anh là người tao người nhận đồ của người ăn cắp không? Tao đi tao đi mua lại. Thì sao anh biết nhiều chỗ ăn cắp đấy? Ấy, tao biết nhiều chỗ bán nhiều chỗ ăn cắp đâu? Tao nghi ngờ. Em cẩn thận, em giết cái này. Giết cái cứt. Đi ra bắt gà đi. Thì gà của em rồi hả? Ừ, được. Ok. Anh em ra đi. Thôi, thật chịu đi. À, thôi, nói chung là chỗ anh em thế nên là mình lấy thuốc thôi, còn 2 cục. Hôm sau bắt tiếp, bắt nó chuột tiền cơ. Mọi người cứ chờ đó nhé. Kiểu gì mình sẽ bắt còn mấy con nữa, tại vì chuồng gà nhà nó bây giờ mình biết chỗ trèo vào rồi, nó có khóa cũng không khóa được.